À, vị thấy 40 phút mà lễ Phật à, giết à, mình cảm giác như nó, nó qua cái vèo mau lắm quý vị. Thì nhớ là khi mình tu tập mà cái thời gian mình cảm thấy nó qua rất mau đó là có nghĩa là mình tu có kết quả. À, nhớ kỹ. Còn cái lúc mình tu mà mình thấy nó quá lâu là mình tu nó không được kết quả. <laughs> cái này là cái rõ ràng luôn những đức thấy bây giờ mà lên lễ vật thờ giống như giống như đi chung hai chục phút cái lễ phật nghỉ có bốn phút cấp kỳ xong một thờ tu tuy là nó 40 phút thôi vậy đó nhưng mà cái âm hưởng của cái nguyên một ngày của quý vị niệm phật sẽ nói tiếp nói tiếp nói tiếp ở cái 40 phút mà mà lễ phật với đại chúng này nè nó có một cái âm hưởng cực kỳ lớn cho cái thời gian mà mình tiếp nối để mà niệm Phật. Thí dụ như nó không có 40 phút này, cái âm hưởng cái thời gian kia nó sẽ không có niệm Phật được bao nhiêu. Nó giống như sáng đi nam hưởng cho tới giờ này cái mình làm việc gì mình niệm Phật, đi đứng đâu ngồi mình niệm Phật. Cái giờ này vô 40 phút cái nó âm hưởng cho mình cho tới cái giờ 2 giờ 10 mình niệm Phật. Cái 2 giờ 10 mình niệm Phật. Cho tới 2 giờ 50 cái nó âm hưởng cho tới tối mình niệm Phật. Có nghĩa là nó âm hưởng nó cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục gì đó mà nó làm cho mình rất là an lạc cái nội tâm. Mà giờ này mà mà được bao nhiêu gia đình này tu nó không đơn giản. Mà bao nhiêu gia đình này là bao nhiêu tỉnh thành trong nước ngoài nước mà những con người mà giờ này mà vẫn vô tu được cũng không đơn giản chút nào thật sự mà nói nghĩa là quá đủ duyên phước giờ này mới vô tu hoặc là cũng được rảnh rỗi giờ này mới vô tu mà người mà giờ này mà rảnh rỗi cũng không đơn giản luôn quý vị ơi à. mà có những người giờ này rảnh rỗi người ta cũng không thể nào người ta tu được nữa còn mình thì giờ này mình vô mình tu được Đây là điều Mà nói là phải hội tụ Rất đủ nhân viên Tuyệt vời Giống như Đại lão Đại lão ở Thượng Tình Không Ngày nói Thầy Lý Bỉnh Nam Khi ở đài chung mà xuyên suốt Thời gian Khuyên người niệm Phật Cứ là khuyên người niệm Phật Xuyên suốt khuyên người niệm Phật Cái thời gian mà của thầy Lý Vĩnh Nam là giúp người niệm Phật giảng sanh nhiều lắm. Tại vì sao? Vì thúc đẩy ngay cái tính nguyện niệm Phật. Cái thúc đẩy ngay cái tính nguyện niệm Phật cứ như vậy mà gây dựng. Nhưng Đức nói rằng là cái tịnh độ mình về sao á cái sức ảnh hưởng của gia đình này nó lớn lắm nè. Vì trời xem. Ừ. Còn con đường này bị đi từ 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 vì sẽ thấy rằng là cái tịnh độ mà nó ngay gia đình này, này. Thảo. Tại vì sao? Vì mình không có việc này việc kia bận tâm nên mình sẽ đi vào sâu vào tịnh độ và chuyên tâm một câu vật hiệu có nghĩa là gọi là một câu vật hiệu niệm đến cùng thời điểm này nè thời điểm này mới gọi là một câu vật hiệu niệm đến cùng này, quý vị có nghĩa là một câu vật hiệu niệm đến cùng là nó gọt nó gọt rất nhiều công việc rồi tới một câu vật hiệu niệm đến cùng nếu như mà còn quá nhiều công việc thì chưa nói là một câu vật hiệu niệm đến cùng đâu. Mà bây giờ nè, bây giờ mới gọi là một câu vật hiệu niệm đến cùng của chúng ta. Là có được thời gian để mà mình quân tập công phu niệm Phật rồi. Lấy cái quân tập công phu niệm Phật đó mà chúng ta đưa tịnh độ vào từng người. Để con người chúng ta hưng khởi cái chuyện niệm Phật của mình. Vì phải nhớ rằng là cái người mà đem tịnh độ giới thiệu là cái người phải có thời gian dụng công niệm Phật thì họ mới có cảm giác để nói câu phật hiệu này nhớ nghe và cái sức truyền thải của họ giúp cho quý vị nó giống như nó hưng khởi cái tâm và thích thú niệm phật như thế nào đó. thí dụ như trong tất cả chúng ta có những người chúng ta cũng bị bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia cũng có đó quý vị và bởi vị phải nhớ rằng là phương pháp niệm phật lễ phật này có thể quá giải bệnh cũng như có những người nhức tay nhức chân nhức sống đâu đâu đi cái phương pháp lễ phật này nè cực kỳ hay bởi vì biết rằng là một con người mà buồn chán đâu này cái đi cũng phương pháp niệm phật lễ phật này sẽ quá giải được cái tâm buồn chán đó và một con người mà giống như mà làm biến đi niệm phật lễ phật này giết nó cũng hết làm biến luôn Thật sự mà nói với vị Một con người niệm Phật sanh cực lạc Mà làm biến thì không phù hợp chút nào cả Chắc chắn với vị luôn Tại vì một con người niệm Phật Cầu sanh cực lạc nghe Họ có khả năng rất nhiều Nhưng mà vì họ chưa đủ duyên làm thôi Cái gì mà vào tay họ làm Là trở thành giỏi Cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc á nếu nói là cái người niệm Phật mà cầu sanh cực lạc mà làm biết, Thì chắc chắn rằng người này không phải là người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc sẽ không bao giờ làm biến Và người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là một con người cực kỳ có trách nhiệm Chắc chắn là con sẽ có trách nhiệm Quý vị nhớ nè Dù là quý vị tu tập nghe Bị hôn chầm buồn ngủ đâu nghe Nhưng quý vị chỉ cần mà chăng thật niệm Phật lễ Phật này tu tập Kiên trì đi Từ từ đến một ngày nào quý vị giảm tối đa cái chuyện hôn trầm Là lúc đó quý vị sẽ tu an lạc cực kỳ an lạc nhưng mà nó phải là có thời gian ấy. cũng như bản thân những đức bây giờ đức thấy rõ ràng nè ăn ít ngủ ít ăn ít ngủ ít và con người lễ phật tu tập bây giờ lễ phật cực kỳ nhẹ luôn quý vị lễ phật bây giờ rất là nhẹ cái thời gian mà những đức mà ít dụng công tu đó quý vị biết rằng những đức lên những đức lễ phật nó nặng dữ lắm quý vị lễ phật rất nặng và chân của mình bị yếu đi, chân bị yếu đi, nên như Đức nói rằng là cái phương pháp lễ phật này là phương pháp cực kỳ hay, gọi là một phương pháp dưỡng sinh là tuyệt vời số một, cũng là một phương pháp tích tụ năng lượng cực kỳ cao. Bây giờ chính quý vị là người niệm phật lễ phật quý vị cảm nhận, nếu như quý vị có thời gian mỗi ngày bị tu tập từ 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 đi, quý vị thấy quý vị lễ phật có người bị nhẹ sần lễ phật rất nhẹ. Nhớ kỹ nghe Lên tu từ từ mà cảm giác phải thèm Cái pháp môn tịnh độ này vị tu bị thèm Cái thèm nhất của mình là nghĩ tới cái gì Tương lai Phật A Di Đà tiếp dẫn mình giáng sanh cực lạc cứ nghĩ như vậy đi thì quý vị sẽ không bao giờ làm biến niệm Phật. Nghĩ như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ làm biến niệm Phật. Quý vị nhớ, con người cuối cùng ai cũng già. Và đến lúc con người chúng ta sẽ chết. Mà nếu như cái chết của mình mà mình nghĩ Nó đi xuống tam đồ ác đạo Thì nó cực kỳ đáng sợ Cái chết của mình mà nó đi xuống tam đồ ác đạo Thì cực kỳ đáng sợ Mình nghĩ tương lai mình cũng chết Mà cái chết của mình được Phật A Di Đà Tiếp dẫn giải sanh Thì trong lòng của mình đúng là thật sự Cực kỳ là vui sướng Cái cuộc sống này của mình hiện tại Nó sống rất là tuyệt vời Vì sao? Vì mình nghĩ tương lai mình về thế giới cực lạc còn nếu như bây giờ có giàu sang phú quý cỡ nào Nhưng mà con đường giải thoát của mình Nó mù mờ trước mặt Thì thật sự cái cuộc sống hiện tại Nó không có gì vui cả Cuộc sống hiện tại không có gì vui hết. Vì cuộc đời con người nó cứ đi tiến tới Từ 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 với phòng mộ Nó cứ đi tới gần gần gần, gần phòng mộ Quý vị thấy từng ngày từng ngày vậy đó Nhưng quý vị thấy nó qua lây quay tới một tháng Rồi lây quay tới một năm Quý vị nhớ không? Mình mới ăn Tết bây giờ Bây giờ nằm vào cái tầm mà qua tháng 10 nữa gì thấy không nó mà con người người ta cả ngày bận biểu quanh năm bận biểu tớ tết lo âu như thờ còn nhỏ nhỏ nít đi con người mình nó trong tới tết lắm quý vị nhưng mà tới tuổi mà mình lớn lớn quý vị thấy không mình thấy là tới tết là con người mình nó đi sắp chết mình lớn lớn tuổi là mình thấy tới tới tới, tới tết là mình sắp chết tới rồi nên ở đó như Đức từng nói câu đó. Con nít thì nó là tết 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 đến rồi nó hát Còn người già thì phải nói là chết sắp chết rồi Chết sắp đến rồi <laughs> Rồi suy nghĩ thì phải không, quý vị Con nít thì nó mừng là tết 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 Nó, nó mua quà nó đi chơi Còn già bây giờ già rồi Tết rồi thì tết tết thì mình nghĩ Sắp chết tới là chết 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 rồi Chết 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 rồi Nó phải là như vậy đó quý vị nên cái người mà càng ngày càng lớn tuổi lên Thì mình sẽ thấy Tết tới là mình chết Tết rồi ừ, Sắp đến rồi Nó như vậy nên bản thân mình ngồi đâu đi đâu đứng đâu Ở chỗ nào niệm Phật Vì chết sắp đến rồi Mình niệm Phật để mà tương lai phải Đằng ngày trước mình chỉ cực lạc với tim nữa Mình dưỡng được cái an tâm Dưỡng được cái sự bình an của nội tâm quý vị Đó giữ được cái sự bình an của nội tâm nên con người nó sẽ sẽ an lạc còn nếu như mình mình mà không dưỡng được cái sự an tâm Thì tức khắc con người mình bắt an lo âu Với cái cuộc sống này Đủ cái chuyện bắt an lo âu hết Thí dụ như nhà mình có hai ba người thôi Vì thấy rằng là Nếu như mà con người mình không có cái tâm giải thoát như vậy Mình sẽ lo cho con người ở nhà mình Người đó gì 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 đó. Mà cái phước phần người ta mà mình phải lo đó nghĩa. Cái phước phần người ta mà mình phải lo Như đại lão là từng không ngày giảng đoạn ngày nói rằng Quý vị phải nhớ Không phải người thông minh Tính toán giỏi Mà kiếm được tiền đâu Không phải đâu Chính tôi nè Và tên không người nói là chính tôi nè Tôi thấy thầy của tôi là thầy Phương Đông Mỹ Ông là một nhà triết học nổi tiếng của thế giới Nhưng cả đời của thầy Phương Đông Mỹ Rất nghèo Là một thầy giáo nghèo Đến nỗi Dài quyển sách mà ông không có tiền mua Giai quyển sách mà ông có tiền mua đến sau này ông lớn tuổi thì ông được đọc kinh phật nhưng ông đem kinh phật ông làm triết học ông cũng chưa xác thực kinh phật để mà ông đi vào cuộc sống mà ông lấy kinh phật ông làm triết học tại ông là nhà triết học gia nổi tiếng của thế giới tại phương đông mỹ ông cực kỳ thông minh luôn cực kỳ là thông minh nên Đại Lão và Thượng Tình Không nói rằng là Thầy thông minh là do gì đời trước của Thầy tu Pháp Bố Thí Nên Thầy cực kỳ thông minh Nhưng Thầy thầy lại không tu Tài Bố Thí Nên đời này của Thầy rất thông minh mà Thầy rất là nghèo Và Thượng Đình Không thì nói rằng là Thầy có mấy quyển sách thôi mà Thầy không có tiền mua Mà tới chết luôn Thầy Vương nó Mỹ vẫn nghèo Đem kinh vật làm chiếc học Chứ không phải là để giải thoát Đó, Vậy sao? không? Nghĩa là Hòa thượng Tinh Công ngày nói rằng là Đệ tử của thầy thấy thầy rõ ràng Mình vẫn biết không dám nói thầy Vì thầy là một người Có, có trình độ kiến thức cao quá Không dám nói thầy Nhưng mà tới đời của đại lão Hòa thượng Tinh không Ngài nói một câu rằng Cuộc đời của tôi đời trước cũng là tu pháp bố thí Nên đời này tôi có được chút thông minh Nên cái học giáo của tôi Rất là tiện lợi Ngài nói ngài rất thông minh Ngài học giáo rất tiện lợi chỉ cần một bài giảng của thầy giảng qua ngài có thể giảng lại 95% thông minh đến mức gì đó quý vị nên sức học giáo của ngài rất tiện lợi nhưng mà tụi tôi không phải nói rằng là đời trước tôi cũng không tu tài bố thí nên tôi sinh cho một gia đình rất nghèo rất khổ đến khi học Phật rồi gặp được thầy Lý Bình Nam thầy Lý Bình Nam mới dạy ông đời trước tu pháp bố thí nhưng không tu tài bố thí từ một đồng một cách mà tu từ một đồng một cách mà phát tâm tu thì đại lão ở tịnh công này nói rằng là đời này của tôi nè phước báo rất lớn là do chính đời này tu mà ra sức khỏe sống thọ là từ ngay đời này tu mà ra hai cái đó ông nói là đời này tu mà ra nên từ nơi đó mới bị biết rằng là Tu hành phải mở tâm lượng rộng lớn ra Mình có được tiền bạc Những cái gì mình làm thiện làm tốt được Mình cố gắng mình làm Mình làm được việc thiện việc tốt mình làm Nên có câu người xưa nói rằng là Ông bà cha mẹ có đức con cháu bằng sức mà ăn Cái đức đó là do chính chúng ta Tu nhân tích đức Con cháu nhìn theo và học theo Và mình dạy con cháu làm cái vị biết rằng là sau này sẽ Không biết có hay không Nhưng mà Sẽ ít có ai làm chương trình khiếm thị Như chúng ta đã từng làm Chắc chắn vậy vị luôn Một chương trình khiếm thị Không suy nghĩ gì cả Hoàn toàn giống như là Thật sự lợi ích Mong cho người khiếm thị được lợi Ai mà Làm cái chương trình đó nghĩ người mù ở khắp nơi nơi bao tiền xe cho họ đến kêu người cho tiền họ rồi tổ chức cho tiền họ thấy không niệm niệm gì người những đứa thấy rõ ràng luôn cuộc đời những đứa cũng sinh trong một gia đình rất nghèo đi làm mười mấy năm cho thành phố cũng là không có gì cả từ khi những đứa gặp Pháp môn niệm phật những đức thấy rõ ràng có môn niệm Phật. Và những đức chân thật cũng dám làm. Từ Pháp thấy những đức làm rất mạnh. Những đức thấy rằng có người càng ngày càng sáng suốt. Thật sự mà nói. Có người nó, nó, nó bình tĩnh trong cuộc sống mà nó rất sáng suốt từ từ. Rồi thêm một cái nữa. Sống cũng không đến nỗi Mà càng ngày càng khổ gì. Thiếu phước. Những đức thấy rõ ràng luôn dù những đức từng ở ở trong chùa hay những đức ra ngoài những đức thấy cũng tiếp tục nắm vào môn tình độ bởi vị biết rằng là từ tài thí pháp thí nghe vô ý thí những đức cũng làm là khuyên người ăn chay nên mỗi một con người mình đã gặp được phương pháp gặp được những việc làm này quý vị đủ duyên làm được cứ chân thật mà làm những việc thiện gì làm được cứ chân thật mà làm tại vì đây là cái mình đang mở rộng cái phạm vi phước báo của mình Quý vị nhớ nghe Mình hành đạo nếu như chỉ có thông minh không Mà thiếu phước không làm được Vì mình thông minh không Nhưng mình vẫn là người nghèo Nghèo thì làm sao làm được quý vị Vì Mình chỉ được cá nhân mình 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 thông minh Mà thông minh mà nghèo quá Không có tiền gì hết Quý vị trong cuộc sống này sao làm đây Bị nói người ta cũng không tin Cơm ông không có ăn mà Bây giờ ông nói cái gì vậy vì nghĩ đi đó Nên từ nơi đó mà Pháp thí Phải kèm vào Tài thí Rồi phải bố ý thí Nếu hai cái thí kia có là thông minh Có phước báo Nhưng quý vị bệnh đau tối ngày Những đức nói quý vị bệnh đau tối ngày như những đức Nếu bệnh đau quải Làm sao những đức tu với quý vị Đi không nổi này sao lễ Phật với quý vị Đi ngồi suy nghĩ đi nếu không có sức khỏe thì sao lễ với vị ba ngàn lại bồ tát Quán thế âm rồi bây giờ ra tu với vị xuyên suốt luôn đêm hôm gì những đứa cũng tu được với quý vị bây giờ nếu như những đứa lên đây những đứa tu với vị những đứa ngồi ngủ gà ngủ gật sao những đứa nói chuyện với vị nghe mà cái tỉnh táo này cũng là nằm vô cái dạng sức khỏe đó quý vị chứ không phải chuyện vặt đâu lúc nào cũng tỉnh vị thấy như thế không lúc nào cũng tỉnh nếu như trong tài thí pháp thí vô ý thế thiếu một cái không được nên cuộc đời mình á Ba cái điểm này Mình chăng thật mà làm Pháp Thí là đem câu hồi hiệu này giới thiệu Dùng mọi phương tiện giới thiệu Cho người sống người chết Pháp Thí Tại Thí Chúng ta gặp người khổ Người bán giấy số hay bất cứ một con người khổ nào Người què hoặc người mù đuôi gì Hiểu không Quý vị nhớ ta đi bán giấy số có khi bị tính vào nhân quả vì không mua tấm giấy số nhưng vì gặp người bán giấy số Quý vị có 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn tí dụ Vì tặng cho họ a di đà Phật Trong các tài thí có pháp thí Quý vị đi trên một đoạn đường Đi trên một chiếc xe quý vị có cơ hội Làm được tài thí là 5 ngàn, 10 ngàn a di đà Phật Con chào cô, con chào chú a di đà Phật Đó Tặng cho họ 5 ngàn, 10 ngàn Dạ con không lấy giấy số đâu Đó là trong tài thí có pháp thí Trong pháp thí có tài thí phát triển từ 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 cái nhỏ từ cái bắt nguồn từ cái nhỏ mà làm bắt nguồn từ cái nhỏ mà làm và nếu như mình làm chủ thí dụ như người ta làm công cho mình mỗi tháng mình gửi thêm cho người ta chút đỉnh uống cà phê đó cũng là phương pháp của tài thí ta thấy cái tâm mình vậy nó quý trọng mình là tài thí còn đối với gia đình mình đối với dòng họ đối với cha mẹ bạn bản tính mình rộng rãi cũng là tài thí tâm rộng rãi là tài thí đó quý vị À, tâm hẹp hòi là không có tài thí. Quý vị nhớ nè. Một con người mà tâm hẹp hòi xin thưa quý vị, dù quý vị có phước cũng không xài được. Vì hẹp hòi nên có phước không xài được. Đại lão và tự tình không thì nói rằng là có những loài động vật phước báo còn hơn con người, nhất là người bên nước ngoài. Nước ngoài người ta nuôi những con chó như con mèo, người ta thương còn hơn là con người nữa nhưng mà phước báo của nó là phước báo hẹp hòi không nghĩ đến người khác nên nó có phước báo nhưng nó mang thăng loài súc sanh để hưởng phước theo cái kiểu của súc sanh và có những loại phước báo của quỷ thần cũng có nữa trong cảnh giới quỷ thần cũng có phước báo có loài quỷ cực kỳ khổ luôn như ngạo quỷ đâu cực kỳ khổ còn có những loài quỷ có phước báo là được người cung phụng và cúng dường nên cảnh giới của quỷ thần cũng có những loại quỷ thần rất khổ nhưng có những loại quỷ thần có phước vì nhớ nên từ nơi đó nếu như cái phước mà cái loại phước mà hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọt thì nó đi vào những cái cảnh giới tệ để hưởng phước có vì thấy có những con người ở cuộc đời này họ rất có phước họ làm đâu là thắng đó là vì phước trong mạng họ quá dày không phải nói rằng là họ thông minh Họ tính được Cái việc đó là họ thành công chưa chắc Như thầy Lý Bình Nam rất thông minh Nhưng nghèo vẫn là nghèo Là một thầy giáo cả đời cực kỳ nghèo Đó Vì sao? Vì ông có pháp thí nhưng không có tài thí Nên đại lão và tự tình không nên nhìn qua được Nên ngài từ pháp thí tài thí vô ý thí Ngài nói rằng là phước báo đời này Của tôi là tôi tu mà ra Phước báo cực kỳ lớn và tụi tình không phước báo lớn lắm đó. nên từ nó tài thí rất lớn pháp pháp thí ngày thông minh trí tuệ sức khỏe của ngài kéo dài nên ba cái thí này rất quan trọng dù là mỗi ngày mình ở tại nhà mình luôn mình cũng tu được luôn à, tại nhà mình mình cũng tu được đó quý vị chỉ cần quý vị lâu lâu bước ra ngoài vì nhìn thấy cái gì vì cũng có thể tu được tài thí pháp thí vô ý thí hết chỉ cần quý vị có cái tâm không cần phải đi tìm kiếm nhiều đâu cái đó nhân sự thế hàng ngày quý vị sẽ thấy rõ ràng Tài thí pháp quý thí Vô ý thí bị rõ ràng trong cái đó có hết luôn Đơn giản vì thầy gặp một ổ kiến Thì quý vị cũng tu pháp thí được Một ổ kiến Một con gùi, một con mũi, một con vật Quý vị đều tu pháp thí được hết Gặp nó chắp tay quy cho nó Quy Phật không độ địa ngục Quy Pháp không độ ngạo quỷ Quy Tăng không độ bàn xanh Ba lần Xong niệm Phật dài câu Là Pháp thí à gặp người đi xin gặp người què hoặc gặp người nghèo gặp người khổ chờm sớm có những sự cố gì người ta đêm hôm gì bất tử người ta bệnh đau hoặc người ta sinh đẻ hoặc người ta sự cố gì bất tử gia đình người ta hoặc là nhà người ta cứ vợ cho con hay gì mà bất tử người ta chờm sớm người ta quá khổ những gì mình giúp được mình giúp đều là từ tài thi tại vì người ta bất tử giúp ngặt quý vị người ta đang ngặt là đang quá khó khăn đêm hôm người ta đang bệnh đau mà không có tiền đi chữa bệnh thì trong cái tài thí này Nó có vô ý thí luôn Vì vị cho người ta mượn tiền Người ta an tâm là vô ý thí Cho người ta mượn tiền là Phước báo mình tăng lên Tài thí Có nghĩa là vì chỉ cần mở cái tâm lượng ra thôi Từ tài thí pháp thí vô ý thí này Cực kỳ dễ tu không cần tìm đi đâu xa hết Tại nhà mỗi ngày Trầm sớm láng giềng mọi người Vì ngày nào cũng tu được hết Còn những đức lại dùng phương pháp hướng dẫn quý vị nên những đứa cũng tu từ tài thí pháp thí vô ý thí Quý vị làm Những đứa cũng tu được từ ngay cho đó luôn Dù là ở trong nhà Ở trong nhà không Nên mỗi lần mà những đứa bước ra ngoài Hay là đi vòng vòng ở ngoài đường Hay là những đứa đi là một cái gốc cây Những đứa đều tu pháp thí Rồi quý vị biết rằng những đứa lấy một miếng bánh như đứa ăn Những đứa gặp cái ổ kiến Những đứa lấy miếng bánh ra ngay Những đứa bóp 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 như nhiên cái này là tài thí như đang tu với chúng sanh động vật chúng ta là loài động vật cao cấp kiến dáng là loài động vật hạ cấp phước báo kém hơn mình nên mình lấy miếng bánh bóp 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 nhuyễn ra bỏ xuống cho kiến dáng ăn đó cũng là một phương pháp tu tài bổ thí nên từ nơi đó mà những đức tu là quý vị biết rằng là đi lỡ ngay cái gốc cây hay là con hay là cái ổ kiến này kia những đức đều tu tài thí pháp thí bổ thí ngay chỗ đó luôn đâu phải bị chứ tu với con người không đâu vì chúng ta với loài động vật là cùng là một nguyên lý mà tại vì phước báo khác nhau thôi vì thấy không cái cách này vì suy nghĩ đi còn khi những đứa uống nước khi nước quá nhiều uống mà mà tăng gót mà dư đấy vì thì biết không uống không hết uống hết vô luôn chịu không nổi thì khi dư một miếng nước thí dụ đi những đứa kế gốc cây những đứa chế vô cái gốc cây cái trong tâm nghĩ một miếng nước này xin cúng dường cho đại địa cái tâm bố thí đó của quý vị là đại địa Chứ không phải chuyện đơn giản thôi Nên đi đâu tự nhiên nơi đâu có nước Mình uống không thiếu nước Có nghĩa là cái tâm tài thí pháp thí vô ý thí Khi mở rộng ra Là quý vị bất kỳ tiện tu luôn Không phải đi tìm đâu xa cả Không phải đi tìm đâu xa hết Mà ngày nào cũng tu được luôn Và duyên quý vị nhìn thấy rõ ràng Rất nhiều nhân viên tu tài thí pháp thí Vô ý thí Cái này là 100% luôn Còn đi vô nhà di sinh tắm đúng không lúc trước mình chưa hiểu mình múc nước mình đổ ao, 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 ao bây giờ mình hiểu rồi mình tắm được rồi hiểu câu tắm được rồi không có nghĩa là tắm được rồi đủ rồi không cần phải sói ti tiền đó cũng là một cái tâm tích phước báo của nước đó. có nghĩa là mọi cái của mình đều tu được thầy thi pháp thi vô ý thi hàng ngày luôn và cái tâm kết hợp niệm phật thêm thật sự Cuộc sống quý vị bất cứ ở nơi nào quý vị đến Là nơi đó an lạc vui vẻ Còn có những nơi bị ở Tự nhiên chim chóc bay lỡ rất nhiều Kiếm miếng đồ ăn Rải cho chim ăn Chim ăn phải không Chúng ta đứng đó chúng ta ngồi đây Ai với đào vợ Giải đồ ăn Ai với đào vợ Ai với đào vợ Chỉ đơn giản vậy thôi Tài thi pháp thi Chim vui vẻ ăn xong bay đi hót Là vô ý thi Phải không Đó mở rộng phạm vi cho quý vị bị làm đi chăng thật mà làm cả đời đi rồi quý vị sẽ thấy cái phước báo quý vị đi đến đâu cũng phước báo cực kỳ lớn luôn không bao giờ thiếu ăn ai gặp quý vị cũng quan hỷ hết vì sao vì sanh phước báo nên tài thiết pháp thiết vô ý thí, ý thí, càng ngày càng phát triển con người quý vị sẽ rất quan hệ thông minh trí tuệ sức khỏe sống lâu phước báo đầy đủ cuộc đời con người mà như vậy thì sao niệm phật có cái tâm của cực lạc Mỗi ngày có sự an lạc của cực lạc Thì chắc chắn là tương ứng cái chuyện cuối đời là Phật A-di-đà Rước mình về thế giới cực lạc là chắc chắn Chúc quý vị an lạc nha A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị A-di-đà Phật A-di-đà Phật